Xin chào mọi người, và đặc biệt là những người bạn tuổi Kỷ Mùi, nữ mạng. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ và tổng hợp những cái thông tin được sách vở về tử vi viết lại cho cái người Kỷ Mùi trong năm Canh Tý 2020, một cái năm mà có gọi là nhị hại hoặc là lục hại theo miền Bắc ở trong cái tử vi của người Kỷ Mùi. Năm báo hiệu rằng gia đạo tình cảm sẽ có rất là nhiều điều biến động không tốt đẹp. Thì đó là một cái tín hiệu có vẻ là không có vui lắm đối với người Kỷ Mùi, vốn là một trong những cái tuổi rất là tôn trọng cái việc tình cảm và gia đình. Người nữ mạng mà sinh năm Kỷ Mùi 1979 đó, thì mang mệnh là hỏa, cho nên là tính tình thường thì rất là cương trực, thẳng thắn, song nói năng á, thì đôi khi thiếu cái suy nghĩ. Do là người mệnh hỏa mà lại thiên thường hỏa nữa, hay nóng sản, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất thì tốt đó, không có cái tâm mà gọi là không có cái tâm cơ nguy hiểm, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay là đặt bẫy ai, gài bẫy ai. Cái đó là người Kỷ Mùi đa phần nha. Còn có một số người thì vào cái tuổi khác hoặc là cái môi trường giáo dục thì mình không dám nói tới, nhưng mà đa phần thiên tính của cái người Kỷ Mùi nữ mạng là như thế. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè, nên nó thường thì là được bạn bè gọi là thương, nhưng nó thương quá. Mình Kỷ Mùi nữ mạng là sống với bạn bè hết mình, nhưng mà bạn bè nó hay sống với người Kỷ Mùi hết hồn lắm, cho nên là cẩn thận. Hết mình quá thì coi chừng nó hết hồn lại, đừng có buồn. Nữ mệnh thì tính tình thì đa phần là những người hiền dịu, là mẫu người mà có thể nói là ông bà xưa có thể nói là làm vợ hiền, dâu thảo là ok. Họ thường sẽ có phúc tước, thường là những cái người mà Kỷ Mùi đa phần là có phúc tước, người ta gọi là vượng phu độc tử, đa phần thôi. Còn vào có những người không có cái bổn mệnh tốt thì dĩ nhiên là tướng của họ sẽ không có được cái vượng phu độc tử ha. Thường thì có cái mệnh đào hoa ở trong mạng, mà cho nên là tâm trạng cũng rất là thất thường, dễ nổi nóng, dễ gây mít lòng với tiểu nhân. Mình nổi nóng cái mình trực tính quá, cái dù là nữ mạng nhưng mà có gì cũng phải cái nói ra như thì đem lại cái sự hiềm khích ở trong lòng của người khác. Đây là có thể nói là cái nhược điểm lớn nhất của người Kỷ Mùi nữ mạng. Nếu mà biết khắc phục điều này thì dễ thành công lớn ở trong cuộc sống. Về đường tình cảm thì phải nói là gì nè, thuận sinh ở vào các tháng như là tháng mùa hạ, mùa xuân thì đường tình cảm giao đạo nó bớt cái phần gọi là gập ghềnh, vì do là người sống rất là hết lòng về tình cảm, cho nên đôi khi cũng dễ bị người khác lợi dụng tình cảm. Tình duyên thì nó thật sự là hay phát sinh lắm, dù là có gia đình là cũng hay bị người này người kia dòm ngó đối với mình, cho nên là rất là dễ có cái chuyện mà không tốt đẹp. Đa phần nữ Kỷ Mùi thì rất là khó trong tình yêu, khó đặt tình cảm, nhưng mà khi đặt rồi thì hết, coi như là ruột gan phèo phổi gì đem ra đưa hết. Như vậy thì cho nên là không tốt đẹp cho lắm. Là người khó yêu, nhưng yêu thì lại hết mình, đôi khi hơi bị lụy tình một tí xíu. Đó là người Kỷ Mùi. Thiên tính của người Kỷ Mùi là trong làm ăn thì thích đi bước nào chắc bước đó, không có mông lung, không có gọi là liều lĩnh. Tuy là cùng là người thiên thường hỏa, nhưng mà người Mậu Ngọ thì liều lĩnh lắm. Nữ mạng hay nam mạng cũng vậy, nhưng mà người Kỷ Mùi nữ mạng thì thích cái gì đó chắc chắn, làm cái gì thì chích cái đó và làm tính toán nó rất là sai. Đó là cái điều mà ít đem lại sóng gió lớn cho người Kỷ Mùi. Tuy nhiên là người Kỷ Mùi cũng chính vì điều này cũng hạn chế cái việc mà mình giàu được. Thì làm cái gì nó phải liều liều một chút, mà liều ăn nhiều, còn người Kỷ Mùi không có liều, cho nên là cứ bền vững sống đây nè. người Kỷ Mùi có cảm thấy hạnh phúc hay không là tùy vào cái nhu cầu và cái đầu óc của mình mà tưởng tượng ra thôi, chứ còn phải nói là người Kỷ Mùi 500.000 một ngày cũng xong, 5 triệu một ngày cũng xong, cái đó là tùy vào cái tâm của mình, biết đủ là hạnh phúc, đó là người Kỷ Mùi. Thì tử vi của năm Canh Tý 2020, một cái năm mà như mình đã tính toán là báo hiệu có rất là nhiều điều khó khăn về kinh tế, đời sống xã hội, chứ không phải riêng gì tuổi Kỷ Mùi, mà là một năm có thể nói là theo tính toán của mình thì nó là một năm dễ dẫn đến suy thoái kinh tế, không tốt đẹp về mùa màng. Không phải là chỉ bây giờ là chỉ cái ví dụ như là suy thoái kinh tế là chỉ trong nước mình suy thoái thì mình mới bị ảnh hưởng đâu nha. Bây giờ suy thoái kinh tế mà suy thoái ở nước ngoài thì mình cũng bị ảnh hưởng thôi, tại vì bây giờ là mặt phẳng mà, mình làm gì mình cũng có thể nhu cầu cung cấp cho nước ngoài, cho nên là sẽ bị ảnh hưởng. Và theo mình tìm hiểu một số tài liệu thì năm Canh Tý năm 1960 là một năm không có tốt đẹp. Bây giờ là 60 năm lặp lại. Thì bữa trước mình có đọc một quyển sách như thế này, những gầm tạm thế, và mình luận ra được một điều là năm nay là năm không có chính tinh, mà chuột mà được nằm ở trong hang, chuột đào đất thì là mùa màng thất bát, không có được ok. Lại năm nay lại bị người Kỷ Mùi là một trong những người có thái tuế ở trong mệnh, cho nên là một trong những cái ngôi sao đem đến nhiều điều phiền toái về công việc làm ăn, cho nên là không biết phải nói như thế nào. Có thể nói rằng là một số người rất là tốt ở bận bộn, nhưng mà nhìn chung thì cả năm đối với cái người Kỷ Mùi ở cái sao mạng thì về tử vi thì là trên trung bình, lại làm là người đã kết thúc cái đại hạn 10 năm nữa, bắt đầu trong đại vận 10 năm, thì mình nghĩ rằng người Kỷ Mùi nữ mạng sẽ đem đến nhiều may mắn, báo hiệu có nhiều điều tích cực ở trong cuộc sống, dù rằng là một năm suy thoái kinh tế đem đến nhiều điều khó khăn cho những người khác, nhưng mà chưa chắc gì Kỷ Mùi mình vậy. Thì xét cho năm Canh Tý là một năm thổ, như vậy là xét về trụ mạng là người Kỷ Mùi mệnh hỏa gặp năm thổ là sinh xuất xấu về cái bộ mạng và sức khỏe, chủ là một năm bị yếu đi, suy yếu về sức khỏe, không có tốt đẹp. Đặc biệt là năm nay với cái hạn Diêm Vương thì người nữ rất là dễ bị bệnh đường máu huyết, đặc biệt là từ khúc dưới trở xuống ha, chủ yếu là bệnh về phụ khoa, cho nên là năm nay năm Canh Tý là một năm không tốt đẹp cho người Kỷ Mùi, thai nghén và những cái bệnh mà nằm ở bên dưới, cho nên là mọi người Kỷ Mùi nữ mạng nhớ cẩn thận, đừng có cố gắng ở cái tuổi này rồi mà còn mang thai. Tuy rằng là bây giờ là thời buổi y học hiện đại, can thiệp được nhiều thứ, 50 tuổi vẫn có thể mang thai được, tuy nhiên là người Kỷ Mùi trong năm nay mang thai thì phải đặc biệt cẩn thận với mạng bị sinh xuất gặp hạn Diêm Vương. Sao chủ của năm là sao La Hầu, một cái sao có thể nói là người ta có sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên là bị sao La Hầu chiếu mạng thì xấu với cả nam lẫn nữ, nhưng kỵ với nam nhiều hơn là nữ. Sao La Hầu đeo đến nhiều điều quá, nhất là vào các cái tháng như là tháng Sửu nè, tháng Tuổi nè, và tháng Sửu là tháng 12 âm lịch, tháng 6 và tháng 12 âm lịch là rất là không có tốt đẹp. Hôm nay hồi mình có cái tổng hợp cái vận hạn từng tháng thì thấy rằng cái tháng 6 thật sự là một tháng không có tốt đẹp, rất là nhiều điều khó khăn. Vận niên là một vận niên không tốt đẹp. Vận niên của năm Canh Tý 2020 đối với người Kỷ Mùi nữ mạng là vận niên Mã Ngộ Đao, tức là ngựa trúng thương là xấu, là hình tượng con ngựa bị thương ở trong cái năm này thì đem đến nhiều điều không có đẹp cho lắm. Còn cái phần thiên can, cái phần nói về nhiều về phần công việc và danh lộc thì kỷ gặp canh là bình hòa thuận thành, nạp âm ngũ hành của kỷ là thổ, nạp âm ngũ hành của Canh là kim, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là sinh xuất. Một năm có thể bình hòa về tử vi, nhưng mà nạp âm ngũ hành bị sinh xuất như thế này thì cẩn thận cái việc hao tài, nhưng không quá lớn. Vì nạp âm ngũ hành bị sinh xuất thôi thì tiền tài nhớ cẩn thận. Địa chi Mùi gặp Tý thì nếu như ở miền Bắc thì người ta kêu là lục phá, còn mà người miền Nam kêu là bị tương hại. Chủ về một năm xấu về gia đạo tình cảm, đặc biệt ở trong cái năm này rất dễ xảy ra cái việc chia ly tình cảm vợ chồng, cho nên kết hợp với cái địa chi này, kết hợp với sao La Hầu, kết hợp với vận niên xấu thì nếu như muốn gia đạo yên vui thì năm nay phải ráng cố gắng nhịn. Tuy là năm Kỷ Hợi tốt về gia đạo thì cái việc mà gãy đổ ở trong gia đình nó không sẽ diễn ra, nhưng mà năm Canh Tý thì rất là dễ xảy ra cái việc mà không tốt đẹp về gia đạo tình cảm, nhớ cẩn thận. Như vậy thì đó là cái tử vi cơ bản của cái năm Kỷ Hợi, của năm Canh Tý 2020 đối với người Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng. Bên cạnh những cái điều xấu về gia đạo tình cảm thì cái việc cũng có được nhiều cái điều tích cực ở trong cái vận niên của năm, thiên can của năm, thì có thể là người Kỷ Mùi có một năm Tý xét về tình cảm là xấu, nhưng mà xét về công việc thì không đến nỗi nào, nó cũng trên 5 điểm. Vì sao? Vì đặc biệt là thoát khỏi cái vận hạn gọi là đại hạn 10 năm liên tiếp của mình. Từ 10 năm trở lại đây mình làm không thấy cái gì nó được suôn sẻ, nó gặp chuyện này chuyện kia ha. Rồi chiếu theo sự vận hành của âm dương ngũ hành đó trong vũ trụ đó, năm Canh Tý 2020 á, thì tiểu vận đóng tại cung Khôn thì thuộc hành thủy, mà hành thủy thì là thuộc hướng Bắc. Như vậy đối với cái người mà đông tứ mệnh Kỷ Mùi á là vượng địa tốt, cái này là ngon ha. Tọa cung tiểu vận á, thì có các sao tố cố định như là Tấu Thư nè, Tuế Phá, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Trù, chỉ có Thiên Phúc Quý Nhân. Nếu mà tọa cung tiểu vận thì chỉ có một cái phúc tinh là Thiên Phúc Quý Nhân thôi, còn là Tấu Thư là phải cẩn thận về mặt giấy tờ thuế má, cẩn thận cái việc ký tá giấy tờ. Tấu Thư mà đi trước Tế Phá thì không những là giấy tờ của người lạ mà giấy tờ của những người thân quen đưa cho mình ký tá, đưa cho mình xem xét gì đó là phải đặc biệt cẩn thận, nhất là các em mà nữ mà đi làm ở trong cái cơ quan hãng xưởng nhà nước, coi chừng bị gài nha. Rồi chiếu thì có các sao cố định như vậy, còn là xung chiếu của cái tử vi thì có Tế Phá, Quan Phù, Kình Dương, Thiên Mã, Lưu Niên, Vân Tinh, Tan Môn, Cô Thần, Đại Hao. Có Tan Môn đi trước Cô Thần là cẩn thận, sẽ có một cái người nam ở trong nhà rất là dễ mất, mà trước khi mất người này sẽ đem đến hao tốn rất là nhiều, cho nên là cẩn thận nha. Đó rồi Cô Thần, Đại Hao bị triệt Phượng Cát, Giải Thần, Điếu Khách, Lực Sĩ, Đà La, Quả Tú, Thiên Cát, Thiên La. Rất may là có ông triệt, ông đi sau những cái như là Tan Môn, Cô Thần, Đại Hao này, cho nên là cái sự xung khắc của nó cũng giảm đi phần nào. Đặc biệt là có Phúc Tinh, Giải Thần và Phượng Cát ở trong cái cung xung chiếu này, đặc biệt là nó đi trước Điếu Khách thì có thể là đây là một người quen ở xa, một người thân ở xa, là một quý nhân đến để giúp mình, Lực Sĩ, Đà La. Tuy nhiên là có Quả Tú ở trong cung xung chiếu này thì rất là dễ trở thành một người cô đơn, một người không có gia đình, cho nên là nhớ cẩn thận. kết hợp thấy là năm Canh Tý 2020 là chưa gì là thấy rất là nhiều điều mà không tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo, cho nên là cẩn thận. Rồi tại cung ấy thì gặp các sao như Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù, rồi Thiên Mã. Các sao lưu chiếu gần có Long Đức, Quốc Ấn, Tướng Quân, bị Tuần khống chế Bạch Hổ, Tiểu Hao, bị Hoa Cái, Long Vì, Hỷ Thần, Đường Phù, Quan Phù. Như vậy theo như trên mà các sao mệnh ở trong cái tử vi của năm nó xung chiếu như vậy thì có thể luận đoán là tọa cung tiểu vận vào vượng địa thì có thể là tài lộc sẽ phát sinh, công việc sẽ tương đối có nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên là có cái quả tú đi ở trong mệnh, cho nên là phải cẩn thận cái việc gia đạo sẽ xung khắc, có thể là chia lìa. Rồi là đặc biệt năm nay là nếu như đúng như vậy thì xét những cái cung xung chiếu và các cái sao mệnh ở trong tử vi năm thì rõ ràng là nặng nề vẫn là phần về gia đạo tình cảm. Còn cái việc về làm ăn thì không thấy quá nhiều cái sự xung khắc, chỉ đặc biệt cẩn thận việc giấy tờ thuế má đối với những người đi làm cơ quan hành sự. Còn lại thì có thể nói là một năm tương đối tốt đẹp về công việc, thậm chí là tốt đẹp hơn cái năm Kỷ Hợi này. Năm Kỷ Hợi này là năm mới bắt đầu kết thúc thôi, chưa có vào vận, cho nên là sau 10 năm linh binh thì mình mới đứng lại, chưa bắt đầu. Cho nên mà một số tuổi mà sinh vào mùa đông đặc biệt là các cái bạn nữ mà sinh vào tháng 11, tháng 12 là rất dễ hai đời. Tình cảm gia đạo không tốt, làm ăn nó cũng lận đận, cho nên là cẩn thận. Rồi như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của cả năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của mọi người. Kỷ Mùi, nữ mạng, nó có khá nhiều cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ xét xem từng tháng thì cái tín hiệu tích cực đó nó nằm ở chỗ nào và nó ra sao. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ làm 6 tháng đầu năm trước, sau đó rồi mình sẽ chia ra, chứ để nhiều khi mình nói dài quá mọi người không nhớ. Với cái tháng 1 của năm Canh Tý 2020 thì nó là tháng Mậu Dần, mà tháng Mậu Dần thì thuộc Thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh Thổ, bản mệnh thì bị sinh xúc, sức khỏe bổn mạng không được tốt. Năm nay như đã nói ở phân tích ở đầu cái video về các cái tử vi thì là một năm đã bị sinh xuất rồi, gặp 2 tháng đầu năm, tháng 1 và tháng 2 thì vì là bị sinh xuất tiếp, cho nên là bổn mạng thêm một lần bị yếu đi nữa, cho nên là đặc biệt chớ cẩn thận ở trong cái thời gian này. Và những cái người mà Kỷ Mùi thì thường không có thích mùa lạnh. Tháng 1, tháng 2 năm nay thì khá lạnh, tháng 1, tháng 2 năm Canh Tý là khá lạnh. Theo những gì mình quan sát tới chiêm tinh rồi mình có nghiên cứu thì mình thấy là tháng 1, tháng 2 khá lạnh, cho nên là cẩn thận những cô nàng Kỷ Mùi ở chỗ nào lạnh. Thiên can của tháng 1 là Mậu của Mậu Dần, gặp Kỷ là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên có thể nói là công việc không ảnh hưởng gì nhiều, tốt đẹp, có chiều hướng phát triển vì Mậu và Kỷ thì cùng hành Thổ, cho nên là ok. Địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hành hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên là tháng Giêng là một tháng tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo, không đến nỗi nào. Nói chung là tháng Giêng là tháng Tết mà, mọi chuyện mình cứ hỷ xả bỏ qua hết, chắc có nghĩa là vui vẻ người Kỷ Mùi ha. Tiếp tục đó là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý, mà tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng Thổ, cho nên bổn mạng sức khỏe cũng giống như tháng 1, đó là hỏa sinh Thổ, bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe bổn mạng không được tốt, mà cũng giống như tháng 1 ha, cả năm mình bị sinh sức Thổ rồi, bây giờ thêm 2 tháng Thổ nữa cho nên bị sinh sức tiếp, cho nên là bổn mạng hơi yếu. Khi bổn mạng yếu, phúc tinh và tài tinh sẽ không có phát huy tác dụng tốt, đặc biệt là giải thần như hồi nãy mình đã nói ở trên giải thần và phượng cát, tức là hai cái sao giải thần là chuyên gia đi ăn mấy cái sao mà xấu thì nó sẽ mất tác dụng, nó yếu mà bộ mày mình yếu thì cái sao nó mất tác dụng, thì cái sao xấu nó sẽ hoàn thành. Mà đặc biệt năm nay là sao xấu ở trong mệnh của mình khá nhiều về mặt tình cảm, cho nên là dù rằng tháng này địa chi là Mão, Mùi gặp Mão là thuộc nhóm tam hợp, Hợi Mão Mùi là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Nếu xét về bề ngoài là như vậy, nhưng mà nội hàm bên trong hồi nãy mình chia sẻ là ha, là bị sinh xuất khi mà giải thần nó yếu đi thì nó không còn khống chế được những cái sao xấu chuyên về tình cảm của cả năm, thì chưa chắc gì tháng 2 này đã hoàn toàn tốt đẹp như những gì mà nó đã thể hiện. Thiên can kỷ của kỷ Mão đồng hàng với lại kỷ Mùi, cho nên là tốt cho công việc hanh thông thuận lợi, thậm chí là có sinh tài lộc lớn. Rồi đó là hai tháng 1 và tháng 2. Tiếp đến đó là tháng 3 của năm Canh Tý 2020. Thì năm Canh Tý tháng 3 là tháng Canh Thìn, một tháng kim. Như vậy xét về mạng là hỏa khắc kim, bản mệnh các tháng bổn mạng sức khỏe không được tốt, thậm chí còn xấu hơn là sinh sức. Khi bổn mạng mà bị tương khắc như vậy thì phúc tinh và tài tinh đặc biệt là sẽ yếu, không có mạnh mẽ nữa. Đặc biệt sao chủ lại là sao La Hầu, một cái sao xấu, nó hoành hành hơn nữa. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có chiều quá cái sự gọi là xào xáo thay đổi lớn. Tuy nhiên là tháng này là âm ngũ hành của kỷ là thổ, canh là kim, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên có thể là gọi là tháng này là tháng phải hao tài. Tuy nhiên cái số tiền tài mình hao này đó, là mình nằm trong cái khống chế, mình có được những cái gọi là mình đầu tư được, ok, không có vấn đề. Thiên can là như vậy. Địa chi Thìn Mùi thì thuộc nhóm tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên gia đạo dễ gặp nhiều cái muộn phiền lo âu. Tuy nhiên là xa nhau, Thìn Tuất Sửu Mùi nó xa nhau lắm, cho nên là nó cũng không quá lớn, không quá lớn lao. Nội hàm ở bên ngoài mình đã bị lục phá rồi, bị Tý với Mùi gặp nhau là lục phá rồi, bây giờ gặp vô nằm trong tứ hành xung nữa thì tuy là nói là nó không có lớn lao, với những cái gì mà mình biết nhịn nhục, mình biết nhường nhịn, biết chịu đựng vốn dĩ là cái sở trường của cái người kỷ Mùi, nhưng mà chịu không nổi mới bung ha. Thôi thì tháng này mình chủ động để chịu đi. Còn mà tháng này mà em nào muốn ly dị chồng hay đúc đơn là tháng này là đi liền, đi một cái này không có còn suy nghĩ gì cả nha. Rồi đó là tháng 3. Tháng 4 của năm Canh Tý 2020 là tháng Tân Tỵ, tiếp tục là một tháng kim, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng sẽ giống như cái tháng 3 với hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe yếu, cần cẩn trọng. Địa chi thì Tân Kỷ không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân thì thuộc kim, kỷ thì thuộc thổ, cho nên là có thể nói là sinh xuất về nạp âm ngũ hành tiếp tục ha, cho nên là hai tháng này có thể nói là sẽ có hao tài nhưng không lớn. Địa chi của cái tháng 4 âm lịch thì tốt đẹp hơn, với Mùi Tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, cho nên gia đạo có thể là sẽ tốt đẹp hơn, ít có sự xung khắc ở trong cái tuổi của mình ở trong tháng 4 âm lịch. Rồi đó là hai tháng 3 và tháng 4 với hai tháng kim thì bổn mạng và sức khỏe cũng chưa có được ok lắm. Tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020, mà tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là được tương sinh, mộc sinh hỏa, bổn mạng được tháng tương sinh, tốt cho sức khỏe, phúc tinh và tài tinh, vì thế sáng lên làm thêm sức vô, cho nên nó khống chế phá và bại tinh. Tháng này rất dễ đem đến tài lộc, vì sao? Nhâm và kỷ không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên là công việc tiếp tục phát huy các tác dụng. Gặp bổn mạng được tương sinh. Địa chi thì Mùi Ngọ là thuộc nhóm lục hợp, khi mà gặp tháng lục hợp không những tốt cho gia đạo đâu, nó còn tốt luôn cho cả các quan hệ xã hội hoặc là ở trong công việc, dễ gặp quý nhân ở trong tháng này. Cho nên là với cái tháng 5 có hai cái tương hợp ha, mộc sinh hỏa rồi địa chi là lục hợp, thì hy vọng rằng sẽ có nhiều tiền tài, có nhiều niềm vui cho người kỷ mùi nữ mạng. Có thể nói trong 6 tháng đầu năm, tháng 5 là tháng tốt đẹp nhất cho người kỷ mùi để mà lấy sức vượt qua tháng 6. Có thể tháng 6 là tháng, mình đã nói là tháng 6 với tháng 12 của năm Canh Tý là hai tháng không tốt cho người kỷ mùi. Vì sao? Vì tuy là tháng mộc, tháng 6 của năm Canh Tý 2020 là tháng quý mùi, một tháng dương liễu mộc, như vậy thì mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, khi đó thì phúc tinh và tài tinh nó cũng giống như tháng 5, được hưởng lợi phát sáng, hy vọng nó sẽ khống chế bớt cái sự khó khăn mà thiên can của cái tuổi này mang lại. Vì sao? Vì chữ kỷ của kỷ mùi sẽ khắc quý, thiên can khắc thác, cẩn thận hao tài. Công việc mà làm ở trong hãng xưởng thì rất dễ bị tiểu nhân chống phá, đâm sau lưng, đúng không? Địa chi mùi gặp mùi là thuộc nhóm tự hình, người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, sẽ xào xáo không tốt về gia đạo. Bản thân của cả năm địa chi đã không tốt về gia đạo tình cảm rồi, gặp tháng như thế này thiên can bị nghiêm khắc, người mà kỷ mùi mà làm việc không được, gặp trục trặc là dễ nổi nóng sản ha, gia đạo. Vì thế cẩn thận cái việc mà mình nóng nảy nhất thời như này, rồi là cộng với những cái gì mà nó cộng những cái gì mà tử vi tháng, tử vi năm nó hiển thị, thì rõ ràng là nếu một chút sai lầm nóng nảy nhiều khi nó khiến làm cho mình không giữ được bình tĩnh và đem đến nhiều cái điều không tốt đẹp ở trong cái cuộc sống gia đình tình cảm của mình. Người kỷ mùi vốn dĩ như là mình đã nói là khó yêu, nhưng yêu thì rất là tôn trọng tình cảm, tôn trọng cái gia đình. Hy vọng rằng là mọi người sẽ vì cái lớn lao, cái gia đình, cái tình cảm mà biết mà nhịn nhục, biết mà đón nhận. Người kỷ mùi chỉ cần nắm được cái việc đó và đón nhận nó là vui. Chứ còn nếu như mà người kỷ mùi mà có cái sự gì đó ngoài cái sự tính toán là họ hay nổi giận, kỷ mùi nữ bạn hay nổi giận, hay có những cái hành động không tốt đẹp. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong với mọi người về tử vi của cái năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của mọi người, và vận hạn 6 tháng đầu năm với khá nhiều điều không tốt đẹp về mặt tình cảm. Chỉ riêng tháng 5 là tốt đẹp nhiều thứ. Hy vọng rằng nó là một cái thông tin bổ ích giúp được mọi người ở trong cái việc nhận định về vận hạn của cái năm Canh Tý, để mà mình biết đưa ra cái việc cương nhu ở trong làm ăn hay trong tình cảm gia đạo, để có một cái năm Canh Tý được tốt đẹp, vui vẻ. Mọi người tuổi Kỷ Mùi xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cái cuộc sống của mình. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới và đón chờ những cái video khác về phong thủy tử vi, có thể là tuổi của mình, người thân, bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.